Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Good morning, Ngọc Lan, Hoàng Trần Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với Cà Phê Sáng của Lữ đoàn Sài Gòn TV vào sáng thứ hai ngày hôm nay. Một cuối tuần không được vui lắm, thế nhưng chúng tôi cũng cố gắng cùng với Ngọc Lan tìm kiếm những cái tin tức gì cho nó vui, đỡ xóa đi cái không khí tang tóc của một ngày cuối tuần. Gửi lời chào Ngọc Lan ngày hôm nay. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Trong đó mỗi thấy mỗi chuyện vui là chuyện của ông Thủ tướng Việt Nam Cộng sản ở Washington DC là nó còn vui vui một chút xíu thôi. Nhưng mà đến với quý vị ngày hôm nay để cập nhật thêm những cái chi tiết liên quan đến vụ xả súng trong một ngôi chợ Tops Friendly Market ở Buffalo, New York. Và trong suốt 2 ngày qua, từ hôm thứ Bảy sang đến Chủ nhật đến ngày hôm nay, người ta tiếp tục đi tìm kiếm những cái động lực dẫn đến việc mà tên Jandron Payton mới 18 tuổi thôi. Và tin tức sáng nay ghi nhận là từ khi mà xảy ra đại dịch đó, thì vì bị đóng cửa, khóa cửa ở nhà, cho nên cái điểm đáng chú ý đó là hắn ở nhà theo dõi tất cả những cái tin tức về thuyết âm mưu. Mà ngay mới có 18 tuổi thôi mà đã bị ảnh hưởng bởi những cái thuyết gọi là người gốc Phi Châu, rồi phong trào Black Lives Matter sẽ nổi lên trong tương lai, đe dọa đến mạng sống của những người Mỹ trắng. Và từ đó cứ nuôi cái mộng là sẽ ta đây anh hùng để tiêu diệt người Mỹ gốc Phi Châu. Cho nên ngay từ đầu khi quý vị nghe đó là cơ quan FBI họ điều tra và họ đã xác định đây là động lực đến từ hành động kỳ thị chủng tộc mà nhắm vào người gốc Phi Châu. Mà không chỉ gốc Phi Châu đâu, một khi những kẻ kỳ thị đó là chúng xem da trắng là cái thượng đẳng. Vì thế bị ảnh hưởng. Cái điều đau khổ đó là cảnh sát đã đến nhà của gia đình từ hôm thứ Bảy và Chủ nhật, sau đó thẩm vấn bố mẹ của Jandron. Và họ nói là tôi không thể tưởng được. Và họ nói rõ ràng luôn. Thì cảnh sát họ chỉ báo cho biết lúc mà đến thì thấy là bố mẹ coi như là hầu như là chỉ muốn, giống như là mình có đứa con như vậy, mình chỉ muốn chết thôi đó. Yeah. Tức là đầu óc của những người lớn họ nói là tôi không hiểu được tại sao con tôi nó có hành động như thế. Thực sự thì bố mẹ cũng muốn giữ cái quyền riêng tư của con, đâu có thể nào biết được. Với lại cái mấy đứa con nít nó hay lắm, có những cái bộ phận khóa máy đó, cho nên không cách gì mà cho dù mình muốn tìm hiểu đó, mình cũng không vào máy nó được. Và âm thầm tiền bạc gia đình khá giả như thế nào, Jandron đã dành tiền ra sao để tất cả, bởi vì không những có một cây súng mà hắn bắn là cây AR-15, cái cây mà chuyên môn được sử dụng để xả súng hàng loạt đó. Rồi có một khẩu súng ngắn, rồi một khẩu súng trường ở trong xe, mà rất là thản nhiên đi vào là bắn ngay ở khi bước vào chợ đó là nổ súng bắn ngay. Thì có những người ở ngoài chợ Tops Friendly Market là họ đã chết rồi. Sau đó đụng độ với người an ninh, trong chợ có một người an ninh. Mà quý vị biết cái khu vực Buffalo ở New York, khi quý vị đến đây đó, đa số là người gốc Phi Châu, họ tập trung sống ở đây. Cho nên ngôi chợ này là ngôi chợ của người gốc Phi Châu, và hắn đã theo dõi hàng loạt. Và đó cũng là lý do để thực hiện cái vụ tấn công rất đáng buồn này. Thì bây giờ họ bắt đầu đi tìm kiếm thêm những cái tin tức để cho thấy rằng tên này đã theo dõi những cái thuyết âm mưu nào ở trên mạng. Mà đa phần điều đáng tiếc ở đây đó là trong đó có ngay cả những nhà lập pháp Mỹ theo Đảng Cộng Hòa quá khích. Đảng Cộng Hòa có các khuynh hướng ôn hòa, bảo thủ và quá khích nữa. Chúng tôi xem thành phần mà ôn hòa quá khích đó
thành phần mà Đảng Cộng Hòa quá khích là những người chống lại cái chuyện mà chích ngừa nè, đưa ra các thuyết âm mưu nói rằng tụi bé chích vô là sẽ bị chính phủ theo dõi đưa vào con những cái chuyện mà không tưởng á, thì Jen John tin vào những cái thuyết này và từ đó đưa lên kế hoạch để tấn công. Trong số những nạn nhân mà thiệt mạng đó thì có một người cảnh sát bị hưu đó. Đó, câu chuyện về đó rất rất là cảm động. Tội nghiệp. Rồi cũng liên quan đến cái tin tức mà về các cái vụ mà bắn giết, như anh Thủy nói từ đầu là cuối tuần vừa qua là một tuần mà nổ súng khắp nơi, ngay tại gần khu Little Sài Gòn của mình ở thuộc Orange County cũng đã có một cái vụ nổ súng xảy ra ở trong nhà thờ, một nhà thờ Tin Lành. Cái chuyện mà nổ súng ở chợ rồi ở trường học rồi bây giờ trong nhà thờ khiến cho một người thiệt mạng và bây giờ là 4 người bị thương. Thì bây giờ người ta cũng chưa biết là lý do tại sao cái ông này là người ta chỉ xác định ông là một người châu Á thôi, khoảng 60 tuổi, tự dưng mang súng vào trong nhà thờ ở Laguna Woods vào chiều Chủ nhật ngày hôm qua đó để mà bắn, mà khi đó là cái lễ, là lúc đó là khoảng 1:30, khoảng 1:30 trưa. Tức là mọi người đang ở đó để trong một cái bữa giống như là bữa trưa mà người ăn ta nói ở ngoài trời. Mà lúc đó khoảng 30-40 người ở đó. Thì khi mà ông này mà bắn như vậy đó thì một người chết, 4 người bị thương đó, mà nói là rất là may là những người có mặt ở đó người ta can đảm cho nên là họ đã giống như là họ không chỉ bỏ chạy không mà họ quay lại để mà họ chụp cái ông đó, họ đè xuống, họ trói ông đó lại trước khi cảnh sát tới. Thì cảnh sát nói rằng là nhờ cái hành động dũng cảm của những người đó đó cho nên là cái số mà thương vong á nó có thể nó đã giảm đi. Chứ không mà tưởng tượng trong lúc đó mà 30-40 người ở trong đó thì chuyện gì nó sẽ xảy ra. Mà bây giờ chưa biết là tại sao mà nó lại dẫn đến một cái vụ mà nổ súng như vậy. Mà nhà thờ này nó là nhà thờ Tin Lành của người Đài Loan. Thì cái ông nổ súng cũng là người châu Á Đài Loan. Họ cho biết tay súng, họ nói rằng hôm nay từ bây giờ đến chiều có thể họ sẽ cung cấp thêm tên tuổi của những người này. Có một số tên ở trong nhà thờ đã được ghi nhận đều là người gốc Hoa, người gốc Đài Loan. Nhà thờ đa số là người châu Á Đài Loan ở Laguna Woods họ tham dự, và phần lớn là người cao niên thôi. Đa phần những người bị trúng đạn á là từ 60-mấy tuổi, 70-mấy tuổi trở lên, có người tả 80 nữa. Tay súng là một người 60 tuổi, cũng gốc châu Á, họ sẽ cho biết thêm chi tiết. Họ nói rằng hôm nay có một vị mục sư đến thăm nhà thờ này được vinh danh là người anh hùng. Bởi vì ông là người sau khi thấy hắn cầm súng đó, ngay lập tức đang ngồi cầm cái ghế ném vào hắn và nhờ cái ghế trúng mạnh như thế này. Cái ghế mà nó bán vào người như thế đó, đau lắm thưa quý vị. Cho nên khi bán vào người đó, tay súng gục xuống thì những người khác mới nhảy vô kịp. Thì mới chói hắn lại, và họ nói hóp thai, có nghĩa là chói tay, chói chân lại luôn á, cột tay, cột chân như con heo á, để không cho hắn quay đầu súng tự tử. Và vùng vẫy hay cái gì hết. Cho nên họ nói, và người nhà thờ này lấy một cái sợi dây điện chói heo lại mới hay. Tức là họ không muốn hắn có khả năng tháo dây chói để tấn công nữa. Thì đó là cái vụ tấn công ở sát chúng ta, cũng gần cái khu vực, cũng xa xa cái khu vực cháy ở dưới biển. Nói về cái khu vực cháy ở dưới biển Laguna Hills đó, thưa quý vị, tin cuối tuần họ cho biết có một chủ nhân căn nhà 10 triệu Mỹ Kim đã có người mua rồi, và ông đang chuẩn bị ký xuống giấy tờ. Tức là chỉ cần ký giấy xuống thôi đó là căn nhà đó sẽ được trao tay, coi như là thương vụ xong xuôi hết, escrow hết, tất cả mọi thứ hết, tất cả thủ tục kiểm tra mối nào nọ xong hết đó. Ông chỉ cần ký cái là xong, là coi như ông đang ở nước ngoài, ông ở xa không ở. Thì cũng chính ông là người đã biết được cái nhà của ông bị cháy rồi. Căn nhà bị cháy rồi trong lúc đã đăng bản bán được vài tháng nay, và cuối cùng có người mua, chờ chữ ký cuối cùng của ông phê duyệt là xong. Thì căn nhà bị cháy thiêu rụi. Giờ đây đó là một trong những cái câu chuyện ở tại miền Nam California. Ở tại Houston, Texas cũng vừa xảy ra một vụ nổ súng nữa, thưa quý vị, vào ngày hôm qua trong một phiên chợ trời.
Trong khi đó thì ở khắp nơi hầu như chỗ nào cũng có những cái vụ mà tai nạn xả súng cả. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi chi tiết sau phần quảng cáo.